cái áo này nè. Đây là nguyên một cái áo vàng luôn đó. Nhưng mà trồng lại những cái giống như áo giáp á. Ồ dạ đúng rồi. Cái đâu phải trồng cho được. Nguyên cái áo giáp vàng luôn. Thực ra đây là cái áo khoác, áo choàng. Những vị khách đến từ Việt Nam rất là hiếu kỳ với lại cái văn hóa vàng ở bên đây. Hiện tại chúng tôi đang ở chợ vàng. Hiện tại chúng tôi đang ở chợ vàng Dubai. Vàng không.